Không chỉ được biết đến với cái tên đất nước mặt trời mọc, Nhật Bản còn nổi tiếng là xứ sở của hoa anh đào, và quả thực thì loài hoa này đang đem đến may mắn cho người dân Nhật Bản. Mặc dù kinh tế nước này đang trải qua giai đoạn trì trệ kéo dài, nhưng cứ vào khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm thì người dân Nhật lại tăng tốc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh để phục vụ cho hàng triệu du khách nước ngoài tới đây chiêm ngưỡng hoa anh đào nở. Và thông tin này cũng kết thúc bản tin tài chính kinh doanh trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đối với các nhà kinh doanh Nhật Bản, sắc hồng của hoa anh đào cũng là màu của tiền tài. Chỉ từ tháng 3 đến tháng 4, ước tính hơn 3 triệu du khách sẽ tới đây để chiêm ngưỡng hoa nở. Các khách sạn kín phòng và các cửa hàng mua sắm lúc nào cũng đông nghịt người. Ở Đức cũng có hoa anh đào, nhưng không nhiều và đẹp như ở đây. Hơn nữa, không khí ở đây cũng tuyệt vời hơn rất nhiều. Trong năm ngoái, lượng khách du lịch tới Nhật Bản mua hoa anh đào đã tăng tới 40%, với khách du lịch Trung Quốc tăng gấp đôi và tới nhiều hơn cả dịp Tết Nguyên đán. Hiệu ứng truyền miệng và mạng xã hội đã góp phần không nhỏ quảng bá du lịch hoa anh đào là một trải nghiệm cần có trong đời. Không những thế, đồng yên yếu cũng đã kích thích các hoạt động mua sắm kèm theo. Một khách du lịch Trung Quốc chỉ trung bình 37 triệu Việt Nam đồng mua sắm trong dịp này. Năm ngoái tôi đến rồi, năm nay lại đến tiếp để ngắm hoa anh đào nở. Bạn gái tôi còn muốn đi tiếp đến mấy khu du lịch nữa để mua sắm luôn. Để đáp ứng nhu cầu của các du khách, Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản thậm chí còn đưa ra dự báo hàng tuần về đúng dịp hoa nở đẹp nhất. Tất cả đều sẵn sàng cho một mùa du lịch nhộn nhịp mà kinh tế Nhật Bản rất cần vào lúc này.